Xin chào tất cả các bạn đến với online. Hôm nay mình xin nhắc nhở các bạn là tác phẩm Joy to the World, một tác phẩm trong cuốn tuyển tập nhạc Giáng sinh do mình biên soạn, soạn cho piano ha. Các tác phẩm được soạn có hợp âm thì các bạn có thể nhìn vào các bạn đàn đặt tấu trên organ keyboard đều được nhé. Đó, có sẵn phần hợp âm này các bạn. Đó. Bài được mình viết ở dòng đô trưởng nên cũng dễ, nên các bạn có thể nhìn vào để tập nhé. Thì mình sẽ đàn qua câu intro trước để các bạn lắng nghe trước nè. Đó là câu intro các bạn nè. Rồi tay phải các bạn đàn theo thứ tự từ trên xuống dưới nè. Do, do, si, si, la, la, sol. Các bạn đàn hai nốt chung là đó, các bạn nhìn vào thăm bài các bạn tập ha. Rồi tay trái các bạn đàn rải hợp âm là đô trưởng đô đô sol đô mi sol đó, đô sol đô mi sol, đô sol đô mi sol đó, một cái mẫu rải này các bạn rải cho quen là áp dụng qua hợp âm khác. Sol trưởng bát si các bạn đại si son re si son si re son đó, tập cho quen các bạn rải nha. Tương tự la mi la đô mi các bạn lại la mi la đô mi đó, son đô trưởng bát son rải son mi son si mi son mi son si mi rồi rải này đó, rồi pha trưởng pha đô pha la đô đó, pha đô pha la đô, đô trưởng bát mi mi đô mi son đô, rồi các bạn rải mi đô mi son đô, rồi ở dưới son sus các bạn rải đó, tất cả các bạn nhấn đâu đó, son sus quay lại son, rồi các bạn ghép nè, bắt đầu ghép đô nè. Tập bất cứ bài gì thì các bạn cứ tập cho mình được câu intro đã, được các bạn vô thì các bạn tạo cái niềm hứng thú để các bạn tập tiếp ha. Chứ các bạn tập nhiều nó sai thì các bạn dễ nản ha. Rồi bắt đầu do si la son, do si la son mi son do fa mi re do son la la si si do fa son mi do do si la son son có vậy thì các bạn ha. Rồi người ta hát lặp đi lặp lại 3-4 lần gì đó ha. Rồi tay trái này đô trưởng các bạn đã đô son đô son mi son đô son đô trưởng son bát si và đô thì các bạn rải đô son si son đó, rồi pha trưởng pha đô pha la son trưởng son re son si. Rồi bây giờ đô trưởng đó, rồi phần dưới cũng tương tự đô trưởng đô son đô, các bạn cứ rải 1-5-8 ha. Đây là cái phương pháp phổ biến và thông dụng nhất ha. Thế mà trong giáo trình 30 ngày piano cover là mình có viết các mẫu rải rồi, các bạn có thể tham khảo tập thêm ha. Rồi mình sẽ ghép đô si la son này. Đô si la son đô
đếm lót ở dưới tay trái này, nó đàn mi 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 fa son fa mi re 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 mi fa son la si, nó tương tự ha. Lặp lại cái đoạn do si la sàn tiếp. Vậy các bạn ha. Rồi. Về phần sau để đàn kết bài thì các bạn đàn lại cái câu intro để các bạn kết bài thôi ha. Rồi mình đàn các bạn nghe luôn là do mình đã hướng dẫn tập rồi. Xong tác phẩm Chơi Tôi Được Qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.